61 xin chào bà con cô chú nha. Dạ. Đây là mình kêu cái cây gì mà nó bự quá à, nhang kêu bằng sao? Hả? Cái này mình kêu bằng nhang gì sao? Không biết. Không biết hả? Ai kêu được hả? Ai kêu mà mình cấm hả? Em có người chết hả? À, em có người chết hả? Rồi. Chưa biết cây này cây gì nha bà con cô chú ha. Dạ.
biết đi bộ tới chừng nào nha bà con chú nha. Quá xa luôn. Trời ơi. À, quay lại chào. Wow, quay lại chào bà con chú. Lúc nào cũng thấy anh Tám trong camera hết nè. À, bây giờ là mình xuống cái mình đi bộ ha bà con chú ha. Dạ. À, cho mở trong đây nè bà con chú ha. Dạ, bây giờ xe gọi là xe rồng vô không được bà con chú ha. Dạ. Đi cho ở trong đây nhà con ha. Wow. Máy anh vừa không thấy còn chưa cảm ha. Vậy nên mình vậy nên khóc quá trời nha bà con cô chú ha. Dạ. Bà con chú ở đây màu rất là chặt chẽ ha. Nó nguyên chuyện gì đặt hay mà con chú ha. Dạ, nhưng mà con chú nó thấy con kiểu một à. Dạ. Đạo Chúa, đạo Phật gì cũng ở trong đây được hết ha. Dạ. Ông đặt. Dày đeo ha. Dạ. Cái người nào mà trong ở trong đây thì sẽ đi vô sau này không có đường đi nha bà con chú ha. Dạ. Sao nãy mình không khiên cái đường điều này đi đường điều này cho dễ. Khiên từ đây đi chen vô mấy cái bộ đây mà không biết đó. Gần chứ không có xa nhưng mà điều là không có đường vô cho mộ thôi. Bây giờ đây là đang có chờ đồ cúng nha bà con cô chú ha. Chờ đồ cúng xong rồi mới hạ nguyệt. Không biết hồi sáng xong quá trời mà không biết giờ để đâu, không biết giờ để đâu ha bà con chú ha. Dạ. Yeah. Lên đốt.
Dạ thì bà con cô chú anh chị nè, cái nguyệt đó, cái nguyệt cạn quá thành ra không có lắp lại hết nha bà con ha. Cái nguyệt đó. Dạ. Con phơi mày đem về nhà mày đi. Dạ thì cái dưới cái hòm này thì nó hấp hơn cái hòm, thành ra không có thể nào mà đậy cái nắp hòm được ha bà con chú ha. Dạ. Bây giờ phải ngưng ra đây xíu, xây cái miệng kim tỉnh, miệng nguyệt lên, cao lên khoảng chừng khoảng 20 phân hoặc 40 phân nữa ha bà con chú ha. Rồi xong rồi mới với đổ nắp kim tỉnh lên. Dạ. Đổ nắp kim tỉnh lên ha bà con chú ha. Dạ. Xin chào con chú ha. Dạ. Đến đây phòng sống mẫu xin kết thúc clip ha bà con chú ha. Thì cuối clip phòng sống mẫu xin chúc cho bà con cô chú nhà thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thành công trong mọi công việc ha bà con chú ha. Dạ. Bye bye, xin chào. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh phòng sống mẫu ha bà con chú ha. Phòng sống mẫu chân thành cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Bye bye.